VFF chính thức bổ nhiệm người thay thế huấn luyện viên Tuçi. Chiều nay ngày 28 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024, thay thế huấn luyện viên Tuçi người đã chia tay đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng được biết đến là huấn luyện viên đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 4 tại giải U19 châu Á 2016. Qua đó cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trở thành bốn đại diện xuất sắc của châu Á, đoạt vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Ông Hoàng Anh Tuấn ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. Sau đó Ông Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5 năm 2023. Gần nhất, ông Hoàng Anh Tuấn đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 tới. Ngày 8 tháng 4, đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và thi đấu cỏ sát một trận với đội tuyển U23 Giọc Đan vào ngày 10 tháng 4, qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 Châu Lục. Trước đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2024, U23 Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tập trung tập huấn song song với đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days từ năm 2023 đến nay. Mới đây nhất, trong dịp FIFA Days tháng 3 năm 2024, U23 Việt Nam đã được tập huấn tại Tajikistan và thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển U23 Tajikistan, với kết quả thắng 1-0 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về. Còn huấn luyện viên của tuyển quốc gia thì vẫn đang tìm kiếm. Mới đây, người khiến thầy Park hai lần ôm hận chia sẻ ẩn ý về việc dẫn dắt tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên Thái Lan, ông Mano Polkin bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, và huấn luyện viên Trusi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, việc ai lên dẫn dắt tuyển Việt Nam đang trở thành chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, sa thải, vì thành tích không tốt tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức Brazil vẫn đang thất nghiệp. Ông cho biết. Hiện đang tìm kiếm công việc mới và sẵn sàng đến Việt Nam làm việc nếu nhận được lời đề nghị thích hợp từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Tôi đang tìm kiếm công việc mới và đàm phán với vài câu lạc bộ. Nhưng dĩ nhiên mọi huấn luyện viên ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, trong một chia sẻ mới đây với truyền thông, huấn luyện viên Mano Pokin đã có những đánh giá khá tốt về bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Tôi xem mọi trận đấu của Việt Nam trong thời gian qua và tin rằng họ vẫn có một dàn cầu thủ mạnh. Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng giỏi và điều này tốt cho tương lai. Nhưng tôi sẽ không bình luận về công việc của huấn luyện viên danh tiếng như Cruyff, vì dĩ nhiên ông ấy hiểu rõ bóng đá, huấn luyện viên Pol Kim nói. Tôi sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu, nhưng rõ ràng làm việc tại một đội tuyển quốc gia là vị trí cao quý nhất với mọi huấn luyện viên, huấn luyện viên Pol kim tiết lộ. Không chỉ huấn luyện viên Polkin, trợ lý của ông là Louis Vigas cũng bày tỏ mong muốn được làm việc cùng những chiến binh sao vàng. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu được chọn dẫn đội tuyển Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng cực lực để làm người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc, ông Louis Vigas chia sẻ. Trong quá khứ, huấn luyện viên Polkin từng có nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam khi còn dẫn dắt Thái Lan. Đáng chú ý, ông cũng là người duy nhất khiến huấn luyện viên Park Hang Seo hai lần gục ngã tại AFF Cup. Trong khi đó, VFF hiện tại đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên để dẫn dắt đội tuyển quốc gia thay ông Trusi. Sau khi VFF cùng ông Trusi đồng thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, có rất nhiều thắc mắc của dư luận về người thay thế và các cổ động viên thường nhớ đến huấn luyện viên Park Hang Seo. Một ngày sau, huấn luyện viên Park Hang Seo được hỏi về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong đêm ông ra mắt câu lạc bộ Bắc Ninh chuẩn bị chơi giải hạng nhì, với tư cách cố vấn cao cấp, người dẫn chương trình đã đặt câu hỏi về việc ông Park có thể tái xuất nắm tuyển Việt Nam hay không. Thông qua phiên dịch tiếng Hàn, huấn luyện viên Park Hang Seo cười nhẹ như che giấu sự bối rối của mình. Mất vài giây, ông thầy người Hàn Quốc chỉ nói, cảm ơn. Phản ứng bẻn lẻn thú vị của huấn luyện viên Park Hang Seo đã làm các khách mời đến dự lễ ra mắt câu lạc bộ Bắc Ninh bật cười vui vẻ cùng những tràng vỗ tay lớn. Thực tế trong thời gian qua, rất nhiều người đặt câu hỏi về việc trở lại, nhưng ông Park không bao giờ trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, từ trước khi chính thức chia tay các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo hơn một lần chia sẻ ông sẽ tiếp tục làm bóng đá, trừ hai đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam. VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, người dược chọn thay huấn luyện viên Philip Roussi giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Với đội tuyển Việt Nam, trong hai tháng tới, nếu tìm được ứng viên phù hợp thì VFF có thể tiến hành ký hợp đồng trong dịp FIFA Days tháng 6, nếu không thì cũng sẽ có phương án huấn luyện viên tạm quyền. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, lực lượng của đội tuyển cũng cần phải có sự thay đổi để ngày càng tốt hơn và đảm bảo nguồn kế cận cho các giai đoạn phát triển. Đặc biệt, VFF hướng tới huấn luyện viên Hàn Quốc và Nhật Bản, không muốn huấn luyện viên châu Âu. Tiêu chí cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là phải có uy tín có trình độ chuyên môn và điều quan trọng nữa là phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Theo ông Tú, để cải thiện chất lượng cho đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên trưởng thôi là chưa đủ. Chiến lược lâu dài của VFF vẫn là phát triển các giải chuyên nghiệp và đẩy mạnh đào tạo trẻ. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm vì đó là gốc rễ của bóng đá Việt Nam. Theo chuyên gia, việc huấn luyện viên Trusi ra đi không phải là giải pháp duy nhất để tìm lại thành công cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Bóng đá Việt Nam cần ổn định từ gốc chú trọng đào tạo trẻ. Thất bại trận gặp Indonesia là lần cuối cùng ông Trusi dẫn dắt đội tuyển. Sau đó, VFF quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Pháp. Đây là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả tệ hại gần đây. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, việc ông Trusi ra đi không giúp đội tuyển ngay lập tức tìm lại được thành công. Vấn đề cốt lõi nằm ở chính các cầu thủ. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh bóng đá Việt Nam thiếu tính ổn định từ gốc. Đồng thời cần chú trọng công tác đào tạo trẻ nếu muốn có sự phát triển bền vững. Các câu lạc bộ cần tạo điều kiện và cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu. Chúng ta có thể học tập Thái Lan. Họ vẫn sản sinh ra các tiền đạo tốt dù giải ngoại hạng Thái có nhiều cầu thủ ngoại. Theo tôi, phải đào tạo tốt thì bóng đá Việt Nam mới cạnh tranh được và lấy lại vị thế. Chuyên gia bóng đá Việt Nam chia sẻ. Do mục tiêu đặt quá cao nên khi không đạt được, mọi người rơi vào thất vọng. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ bóng đá việt nam không có sự ổn định từ gốc đa số câu lạc bộ không có hệ thống đào tạo trẻ tốt thì làm sao mơ đến world cup đào tạo trẻ phải có tính liên tục và tính xuyên suốt